trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra bộ y tế đưa ra một số khuyến cáo để người dân biết cách chủ động phòng tránh dịch trong đó rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn là một trong những biện pháp quan trọng được nhắc đến Nhận thấy tầm quan trọng của dung dịch rửa tay trong việc phòng tránh dịch COVID-19, nhà khoa Sunny Smile đã kết hợp với công ty cổ phần sản xuất và thương mại Mỹ Phẩm Mộc đã cho ra đời dòng sản phẩm xịt đa năng kháng khuẩn doctor Sunny Smile được chiết xuất từ ba loại tinh dầu như hương quế, khuynh diệp, tràm trà. Sản phẩm được sản xuất bằng công nghệ bạc tiên tiến giúp tiêu diệt 99,9% vi khuẩn virus có công dụng làm sạch tay, kháng khuẩn, duy trì độ ẩm tự nhiên, ngoài công dụng sát khuẩn tay dr sunny smile còn có tác dụng diệt khuẩn các bề mặt tiếp xúc như điện thoại, máy tính, tay nắm cửa, trên xe ô tô. Lần dịch này thì mình cũng có tìm hiểu qua một số các cái sản phẩm nước rửa tay khô để sử dụng cho gia đình. thì mình cũng được bạn bè giới thiệu đến sản phẩm của Dr. Smile, một trong những cái sản phẩm nước rửa tay khô rất là tốt và có thể là dùng phù hợp cho mọi lứa tuổi. và khi mà sử dụng nước rửa tay khô của Dr. Smile ấy, thì mình có kiểm tra qua các cái thành phần thì có nano bạc, nó rất là tốt và cũng như là có khả năng diệt khuẩn tốt và bên cạnh đấy thì nó không gây kích ứng da mình dùng rất là thoải mái và cũng như là nó không bị ngứa, không bị khô rát. Sử dụng dung dịch sát khuẩn được coi là một trong những biện pháp giúp phòng tránh được dịch bệnh liên quan đến đường hô hấp. Vì vậy, người tiêu dùng cần phải thông thái, lựa chọn dung dịch sát khuẩn đạt chuẩn